xin đọc mời đến viếng bà Phi Vĩnh, cũng gia đình ông Vũ Văn Mỹ ở đội 3 nhân lý đến đây về viếng mộ. Có phái đoàn các cháu là hội đồng điên ở xã Trung Kiên 1993-1997 nhận được tin báo buồn cụ 250 quên trần tạ thế. Các cháu về đây sửa lễ bà Kim Ngân có nén tâm nhang phòng hoa tang kính viếng để tròn tình vẹn nghĩa các con trên đời là tình đồng niên với nhau. Để cụ về theo tiên tổ phù hộ độ trì cho anh em chúng con trên đời được sức khỏe bình an. Trước linh sàng của cụ để thành tâm, các cháu xin thắp nén tâm nhang. Vâng, nhang đã thắp, lễ bạc đã dâng. Để trước ở linh sàng để mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Vâng, phút mặc niệm đã qua, để mời phái đoàn ra nơi bàn trà gia đình được đón tiếp có lời cảm ơn. Xin được mời đến viếng cháu Duy Hằng,
Thu Thắng Dũng Sang Hào Xoa con ông bà Mận Sản dâng lên về kính viếng bác và cũng mấy lời để khóc bác. Các cháu về đây cũng có giải tâm thành để rước phong linh cụ đi lễ chùa, thắp nến tâm nhang trước linh sàng của cụ. Chia buồn cùng An Gia Tiên. Cụ chơi một bầu sơn na tùy ông na song. Chi tư bác lệ kỳ cùng thất tiên. Cụ hái trăm quả hái về dâng mày đi viếng của anh bạn bè làm cùng với anh Đồng Quan Na Châu con trai út của cụ cho đến về sẵn đồn rượu tăng mê. Chuyện này gia đình cảm ơn các bác. Mời các bác hãy trở lại bàn uống nước chưa buồn với Tâm Quyến. Quý đồng đăng nghi có phố thì lừa, có nàng tô thị có chùa tam thanh. Xin mời lên viếng ông Xuất, ông Thái Thanh ở Nhân Lý. Cụ chơi chùa tiên cho chí mà chùa thành, danh làm cổ tích là chốn anh linh muôn đời. Ê, à. Chân thành cảm ơn để mời đoàn lên nhang rồi ra bàn trà dây nước để gia đình được đón tiếp. Xin mời đến viếng cháu Thành Thuật của Nhân Lý cho lấy về cùng viếng. Lần rước cụ về suối cho tới chùa đáp cầu vải thiêu cụ hai đẹp màu đỏ da nay dần xa đưa tới vườn hai ngày trăm quả thật mà chín xinh rước cụ về suối lễ viếng ông bà Hợi Hỷ thông gia ở Hà Nội dâng lễ về thăm viếng.
Cụ ơi, gia đình tôi là ông bà hợi hỷ. Cụ ơi, từ Hà Nội xa đường, cụ ơi nhận được tin buồn, gia đình tôi sợ lệ bạc kim ngân. Cụ ơi về đây trước linh sàng, trước là vào làm lễ viếng, sau ra chia buồn. Cụ ơi đây là tấm lòng của nghĩa tình thông. Chiều nay tuần nhang thắp lên rồi, chắp tay cúi đầu xin tịnh biệt cụ thông gia. Vâng, vâng này mời đoàn ra bàn trà xây nước, mời lễ viếng đoàn cháu Ngân Thúy dâng lễ để thăm viếng. Cụ ơi đây là gia đình cháu Ngân Thúy. Cụ ơi cũng là nghĩa xóm tình làng. Cụ ơi các cháu về đây viếng cụ. Cụ ơi nghĩa xóm tình làng đâu phải hai chữ sang giàu, câu cao cả nhất là câu tình người. Các cháu thắp nén tâm nhang trước linh sàng của cụ, xin chắp tay cháu xin vĩnh biệt. Vâng, xin mời khoác trở lại bàn uống nước chuồn với tăng quyến. Xin mời đến viếng bạn của con Ngọc ở địa chỉ Xuân Đình Từ Liêm, Hà Nội. Dâng lễ về quý viếng. Xin mời lễ viếng của đoàn đại biểu chi bộ đảng chính quyền và nhân dân thôn Nhân Lý dâng lễ về kính viếng cụ. Thank you.
Kính thưa hương hồn đồng